Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh bán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công cho công việc. Thì ngày hôm nay mình có một em với thương hiệu là Kia K165 muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một phiên bản thùng kính khá là xịn sò, có cửa hông nha anh em, rất là đẹp luôn. Đấy thì con xe này bên mình đang đã được đánh bóng đầu cabin lại, nhìn rất là đẹp luôn anh em. Nói chung là xe mua về là phải tút tát cho nó đẹp tí xíu, bán cho nó dễ nè. Thùng mở lớp ngoài nóc khá là xịn sò luôn nha. Kia K165 phiên bản của nó là phiên bản 2 tấn, gần 2 tấn rưỡi anh em. Ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng, đời 2017 nha. 2 tấn 3, khối lượng đồng bộ là 4,7 tấn, khối lượng bánh thân là 2,2 tấn, hộp số sàn 5 số tiếng 1 số lùi, xe không có máy lạnh. Kia K165 đời 2017, ghế hụt da ba chỗ ngồi rất là sang trọng luôn, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, xe không có máy lạnh nha. Nội thất không gian cabin rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Xe này phiên bản thùng kính dài 3,5 m, chiều ngang là 1,6 m, và chiều cao là 1,7 m nha anh em. Kia đấy, thùng rất là đẹp luôn. Xe này xe công ty nha, xe đứng tên công ty, sức quá đơn. Thùng rất là to luôn, rất là đẹp, rất là gọn. Mua và trả hàng tạp hóa cũng rất là ok lắm anh em. 2 tấn 3, thùng kính, có cửa hông, thùng một lớp, lớp ngoài nóc, thùng nhà máy đóng nha. Do nhà máy Thaco Trường Hải lắp ráp và sản xuất. Nói chung thùng cũng còn rất là đẹp, rất là ok lắm. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái nơi xem xe trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể rim nó về phục vụ đất kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Lớp khung xương thì nó bằng sắt, sàn thùng cũng bằng sắt đẹp sống rất là nhiều, cứng cáp luôn. Nói chung xe này còn nguyên bản nguyên zin hết đó nè, xe cũng còn rất là chất lượng đó. Thì con xe này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn là 310 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình nha. Sàn sắt đẹp sống rất là dày, thùng kính rất là đẹp như thế này. Xe biển số 51 thành phố nha. Nói chung là mọi thứ đều rất ok lắm anh em. Vỏ lớp thì nó cũng còn khoảng 50-60%, cầu cũng rất là lớn nè. Đó, khung gầm rất là cao, nhíp cũng rất là dày. Phía sau là bánh đôi với đường kính mâm của nó là 13 inch, vỏ 5.5. Phía trước đường kính mâm là 16 inch, vỏ 6.5 nha anh em. Cầu rất là lớn nè, nhíp rất là dày. Nước sơn màu trắng khá là bắt mắt. Nói chung là xe nguyên bản nguyên zin toàn bộ nha anh em, rất là đẹp như thế này. Cũng mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức. Thì khối động cơ của Kia gạt cơ với dung tích xe là 2,9 lít, công suất đạt 67,5 kW, động cơ 4.000 máy dầu 4 kỳ 4 xe nhãn hàng, gạt cơ dễ bảo hành dễ sửa chữa, tiêu chuẩn Euro 2, máy Kia rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là bền luôn, rất là sướng luôn em, nghe tiếng máy rất là đã và rất là kích thích luôn. Nếu anh em yêu thích những cái dòng xe ga cơ mà xịn sò như thế này, cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lấy thử để cảm nhận đồ hot của em đó. Kia K165 đời 2017 với phiên bản thùng kính, chỉ dài thùng 3,5 m, 2 tấn 3 nha anh em, chạy rất là im, rất là đã, rất là sướng luôn với cái mẫu xe này. Với mức giá là 310 triệu, có thương lượng cho anh em mới đi xem xe, thương lượng nhẹ thôi, bớt vài triệu là plá cho anh em thôi nha anh em. Tại bên mình bán xe là báo giá nó chính xác nha, báo giá theo thị trường, không phải là kê hay là báo giá cao nha anh em. Cho nên em thông cảm, với lại xe thì đẹp và chất lượng thì mình bán cái giá đúng như vậy, chỉ bớt được vài triệu thôi. Nếu anh em cảm thấy mà mình mua được với mức giá này mà bớt vài triệu thì mình đến đây xem xe để mình mua cho nó dễ, lại nói trước để đỡ mất thời gian của anh em quý hàng của các bạn thôi. Đó. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của các bạn trong những cái video báo giá và cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình nha. Xe còn đăng kiểm rất là dài luôn nha anh em. Mọi thứ đều rất là mượt mà, rất là đẹp với cái mẫu xe này. Kia K165 đời 2017, 2 tấn 3, thùng kính 3,5 m. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo của bên mình.